Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, Bình Thuận có khí hậu khắc nghiệt, nắng gió nhiều, mưa ít, là tỉnh nằm trong top đầu cả nước về sa mạc hóa. Người dân Bình Thuận có trên 75% sống bằng nghề nông. Lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh với diện tích canh tác trên 130.000 ha mỗi năm, chiếm hơn 80% sản lượng lương thực. Làm sao để giải quyết bài toán trồng lúa ngắn ngày, ít sâu bệnh, không bị đổ ngã, đồng thời cho năng suất cao và chất lượng gạo tốt được thị trường đón nhận? Và nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong một vấn đề trong tuần. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, vào sáng ngày 9 tháng 11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết tại phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết. Phường Thanh Hải có trên 2.000 hộ dân, hiện trên 96% hộ gia đình trên địa bàn có đời sống kinh tế ổn định. Địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát, chỉ tiêu giảm nghèo đạt 150%. Hàng năm thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, các chuẩn về y tế, giáo dục được giữ vững. Công tác chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ, hộ chính sách được triển khai thường xuyên. Các cuộc vận động được địa phương thực hiện có sức lan tỏa. Các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của người dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể phường Thanh Hải tiếp tục xây dựng và tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của tổ chức mặt trận trong việc huy động nhân dân tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Tăng cường vai trò giám sát của mặt trận nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, kịp thời phản ánh những kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân để cấp có thẩm quyền tiếp tục giải quyết. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động do chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động, đặc biệt là phong trào chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày, chú ý phát huy vai trò của đảng viên, các vị là người cao tuổi, những gia đình, dòng họ gương mẫu tiêu biểu để làm nòng cốt, lan tỏa giá trị tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Ngày hội đại đoàn kết năm 2019 tại phường Thanh Hải có sự tham gia của 5 khu phố trên địa bàn với nhiều hoạt động phong phú đa dạng cùng các trò chơi vận động vui tươi đã thu hút đông đảo nhân dân đến tham dự. Hàng năm là giao cho mỗi khu phố, tức là 5 khu phố thì cứ chia ra là cứ 2 khu phố một năm. Thì năm nay là tách rời giữa ngày lễ và ngày hội, thành thử ra hội là đưa về cho bên ủy ban tổ chức. Thử ra cái chương trình này nó mới mẻ mà nó cũng tích cực và cũng hay. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong sáng nay ngày 9 tháng 11, nhân dân thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và chung vui với nhân dân nơi đây. Hôm nay là một ngày vui của người dân thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc. Từ sáng sớm, người dân trong thôn đã tập trung về nhà văn hóa để tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nụ cười rạng rỡ thể hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ngày hội đại đoàn kết này là mang tính chất cộng đồng. Do vậy mà tất cả người dân đều tham gia. Trong cái ngày hội rất là vui mừng phấn khởi. Ngày hội cái ngày này là được cái ngày hội để toàn dân xích lại gần nhau hơn, rất là vui. Sau một năm làm việc vất vả thì ngày này là thôn Suối Đá chúng tôi bao giờ cũng tập trung đông người. Thôn Suối Đá hiện có 326 hộ với gần 1.400 nhân khẩu. Người dân trong thôn chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc đến sinh sống và lập nghiệp. Những năm qua, cán bộ đảng viên và nhân dân khu dân cư thôn Suối Đá đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Người dân trong thôn luôn đoàn kết xây dựng thôn ngày càng giàu mạnh. Hiện toàn thôn chỉ còn 1,5% hộ nghèo. Thôn Suối Đá đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 99% hộ trở lên đạt gia đình văn hóa.
chúng tôi có một cái là trách nhiệm, cái cố gắng để tức là làm sao là tạo mọi tất cả những điều kiện nên là nó phối hợp với tinh thần nên là lời ăn tiếng nói rồi cái tình cảm là tỉnh này tỉnh kia, thành ra chúng tôi kết hợp những cái này như là phải nói là ban đầu nó cũng là gặp cái khó khăn, nhưng sau rồi tức là cái khó khăn này chúng tôi khắc phục được, hóa ra là bà con là chúng ta lại thành như là một cái đoàn kết là rất là bài bản. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Hòa biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong việc sinh hoạt, làm ăn để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Dịp này, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tặng 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn. Sau 2 ngày tranh tài, hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đã bế mạc vào chiều ngày 8 tháng 11. Hội thi chính là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thiết thực, giúp cấp ủy các cấp phát hiện, lựa chọn những báo cáo viên có trình độ, năng lực, từ đó có kế hoạch thu hút, bồi dưỡng, sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Tham gia hội thi, 25 thí sinh đến từ các huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực thuộc đều đã lựa chọn chuyên đề dự thi là những chỉ thị, nghị quyết quan trọng của đảng, đã và đang được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện. Trong đó có nhiều chỉ thị, nghị quyết đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm như hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng chỉnh đốn đảng, thông tin tình hình Biển Đông. Phát biểu bế mạc, ông Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi khẳng định, qua các phần thi, đa số các thí sinh đã nỗ lực, có sự chuẩn bị chu đáo, vận dụng linh hoạt kiến thức, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng, biết kết hợp hài hòa, gắn lý luận với thực tiễn. Nhiều thí sinh đã thể hiện được bản lĩnh, khả năng của một báo cáo viên. Tuy vẫn có một số thí sinh còn e dè, nhưng thông qua hội thi, các báo cáo viên sẽ tự tin, tinh thông nghiệp vụ hơn, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn, nơi cư trú. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích. Báo cáo viên Võ Nguyễn Hoàng Việt, đảng bộ quân sự tỉnh giành giải nhất. Có 15 thí sinh được ban tổ chức hội thi xếp loại giỏi. Hai thí sinh xuất sắc nhất hội thi sẽ tham gia hội thi báo cáo viên giỏi khu vực phía Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Ban Chỉ huy quân sự thị xã La Di vừa tổ chức buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2019. Nội dung buổi sinh hoạt tập trung vào chủ đề chính được đơn vị chọn là luật phòng chống bạo lực trong gia đình. Đây là đạo luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 12 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Luật quy định về phòng và chống bạo lực gia đình ở Việt Nam, các vấn đề phòng ngừa, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua các hình thức biểu diễn văn nghệ, thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền, hỏi đáp trực tiếp đã làm cho buổi sinh hoạt thêm sôi nổi, hào hứng. Qua buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã sẽ chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Đây chính là tiền đề thuận lợi để Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão khẩn cấp cơn bão số 6. Theo Đài Khí tượng Thủy văn, vào chiều ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức từ 100 đến 115 km/giờ, giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức từ 100 đến 115 km/giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh là phía bắc vĩ tuyến 11 độ Vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Tiếp đó là một vùng áp thấp.
Đến 16 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14 độ vĩ Bắc, 107,1 độ kinh Đông trên đất liền phía đông bắc Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức dưới 40 km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Với tình hình diễn biến đường đi và ảnh hưởng của cơn bão số 6 hiện nay hết sức phức tạp và khó lường, để chủ động ứng phó và phòng chống hiệu quả, phòng tránh kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 6 gây ra, cũng như nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông báo, tuyên truyền đến các chủ tàu thuyền trưởng và tàu thuyền tổ chức thường xuyên cập nhật theo dõi vị trí, hướng di chuyển, tầm ảnh hưởng của bão để chủ động phòng tránh, đưa tàu thuyền tránh trú bão để hạn chế tối đa ảnh hưởng của cơn bão. Đồng thời, các lực lượng luôn chủ động trong công tác thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động tổng lực người, phương tiện, cơ sở vật chất, ứng cứu kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian qua cho thấy vấn đề biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn ra gay gắt. Trong đó, huyện đảo Phú Quý đang bước vào mùa gió bất và mưa bão. Để đảm bảo việc cấp điện ổn định, phục vụ sinh hoạt và sản xuất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, Điện lực Phú Quý đã chủ động phòng chống xử lý các điểm xung yếu trên lưới điện, phát quang hành lang tuyến nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Những ngày này, nhân viên Điện lực Phú Quý tăng cường kiểm tra các đường dây, phát quang hành lang tuyến trên địa bàn huyện. Phú Quý là địa phương chịu ảnh hưởng khá nặng nề khi thiên tai gây ra. Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa mưa bão, đơn vị đã chủ động triển khai công tác phát quang, kiểm tra các thiết bị điện nhằm đảm bảo xử lý sự cố nhanh, hiệu quả khi bão áp thấp xảy ra, không để tình trạng mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đảo. Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị, rồi phát quang lưới điện trung hệ thế để đảm bảo an toàn lưới điện khi mùa bão sắp tới, không để xảy ra sự cố trên đường dây. Trước mùa mưa bão, Điện lực Phú Quý còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn điện đến với người dân, nâng cấp cải tạo các lưới điện khu vực và trạm biến áp có khả năng bị thiệt hại trong các tình huống thiên tai để đảm bảo việc cung cấp điện. Từ đầu năm đến nay thì chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp, chẳng hạn như là mình chặt tỉa cây xanh cho hành lang lưới, rồi mình gia cố các một số các móng trụ điện mà có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo để vận hành an toàn. Thì ngoài ra thì cũng khuyến khích tuyên truyền những cái bà con mà có những cái pano gần cái đường dây lưới điện, hoặc là những cái người dân mà các cái mái tôn đó gần đó thì cũng nên gia cố và che chắn để mà đảm bảo cái an toàn vào cái mùa mưa mùa gió. Với sự nỗ lực của ngành điện cùng với ý thức của người dân trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, Điện lực Phú Quý đã sẵn sàng các biện pháp đối phó và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn huyện đảo. Sau nhiều năm chờ đợi thì gần 200 hộ dân bị xâm thực sạt lở nhà ở tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam đã được hưởng niềm vui với một nơi tái định cư mới, khang trang sạch sẽ, yên tâm xây dựng nhà cửa và ổn định cuộc sống. Khu tái định cư Láng Giang ở thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam sau 3 năm triển khai xây dựng giờ đã hoàn thành. Gần 20 hộ dân trong tổng số 180 hộ thuộc diện hỗ trợ tái định cư đã vào đây xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống. Định cư tại nơi ở mới tuy còn bỡ ngỡ nhưng ai cũng yên tâm vì không còn đối mặt thường trực với nỗi lo xâm thực, sạt lở nhà ở. Thì cơ dân cư giờ nó đẹp, nhưng có nhà mới mình đỡ ở khỏi sạt lở, rồi mình không có sợ gì hết, đỡ vô đây ở hoàn toàn không sợ gì hết. Rồi ai cũng vô đây ở thì mình cũng vui. Mỗi hộ dân thuộc diện tái định cư được chính quyền địa phương bố trí một lô đất ở đây với diện tích 200 m², cơ sở hạ tầng khang trang hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng định cư lâu dài của người dân. Ngày xưa tôi ở thôn Hiệp Phước, như vậy là nhà nước mới là cho tôi một lô đất ở trong này, thì tôi vô tôi cất cái nhà mới ở cho hoàn toàn gia đình của chúng tôi mạnh giỏi. Đất đai thì nhà nước cho chúng tôi thì ở thì cũng mừng.
Khu tái định cư này hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2019. Chủ đầu tư là Chi cục Phát triển Nông thôn Bình Thuận. Dù có chậm tiến độ, song đây được xem là nỗ lực lớn của chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong việc hỗ trợ tái định cư cho cư dân trong diện sạt lở nhà ở ven sông, ven biển. Hiện nay, phần lớn người dân ở xã Tân Thuận vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, khu tái định cư này đã được trang bị hệ thống nước sạch đầy đủ với công suất ổn định. Đến thời điểm này là số lượng mà 138 hộ đã được giao đất, mà số lượng đã được mà vào xây dựng là 50. Thì số lượng còn lại thì ủy ban xã đã cũng mời họp yêu cầu các hộ dân mà nằm vùng ven sông sạt lở là cam kết là khẩn trương là phải là vào xây dựng gấp để mà tránh cái trường hợp là khi mà có mùa lũ bão đến thì không có ảnh hưởng tới về cái sức khỏe hoặc là nguy hiểm đến tính mạng. Khu tái định cư Láng Giang hoàn thành không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết về chỗ ở của gần 200 hộ dân ở xã Tân Thuận mà còn là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần nâng chuẩn nhiều tiêu chí nông thôn mới ở xã ven biển này. Thưa quý vị và các bạn, Bình Thuận có khí hậu khắc nghiệt, nắng nhiều, mưa ít, là tỉnh nằm trong top đầu cả nước về sa mạc hóa. Người dân Bình Thuận có trên 75% sống bằng nghề nông. Lúa là cây trồng chủ lực của tỉnh với diện tích canh tác trên 130.000 ha mỗi năm, chiếm hơn 80% sản lượng lương thực. Làm sao để giải quyết bài toán trồng lúa ngắn ngày, ít sâu bệnh, không bị đổ ngã, đồng thời cho năng suất cao và chất lượng gạo tốt, được thị trường đón nhận. Câu chuyện làm lúa giống ở Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Thuận đã từng bước chinh phục thử thách của thương trường, đồng thời khẳng định uy tín làm lúa giống của tỉnh Bình Thuận trên bản đồ nông nghiệp của cả nước. Tiếp thu và triển khai các nghị quyết của Trung ương và tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mỗi năm, chi bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Thuận phấn đấu nghiên cứu, chọn lọc một giống lúa mới đưa vào bộ giống khảo nghiệm quốc gia. Do đó, Trung tâm rất chú trọng đến công tác nghiên cứu, lai tạo, chọn lọc và khảo nghiệm các loại giống cho năng suất và chất lượng cao. Vào mỗi cuộc họp chi bộ hàng tháng, trong số các nội dung đề cập, không thể thiếu vấn đề công tác làm giống lúa. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt và sống còn của đơn vị. Bắt đầu cái vụ này, công tác lai tạo, khảo nghiệm, chọn giống, thì cái này thì chúng ta cũng phải là duy trì. Và duy trì là nói chung là hết nhiệm kỳ tới nhiệm kỳ khác. Cái nhiệm vụ này bao giờ cũng đặt lên trên hàng đầu. Sau cuộc họp, mỗi người mỗi việc, bộ phận kỹ thuật kiểm nghiệm phối hợp với trại giống lúa Mà Lâm đảm nhận phần việc nghiên cứu, lai tạo, cho ra giống lúa mới. Công việc này đòi hỏi phải am hiểu trình độ kỹ thuật chuyên môn sâu, đồng thời phải thực sự kiên trì, bền bỉ và nỗ lực. Đối với mảnh đất Bình Thuận được mệnh danh khô hạn nằm trong top đầu cả nước, mưa ít, nắng gió nhiều, lượng mưa trung bình chưa đến 1.000mm và số ngày nắng trên 300 ngày trong năm, nền nhiệt cao, tốc độ gió cao bậc nhất trên cả nước. Trong khi đó, nhu cầu của nông dân đòi hỏi trồng lúa ngắn ngày, ít sâu bệnh, ít đổ ngã, cho năng suất cũng như chất lượng cao, đồng nghĩa với việc hội đủ các yếu tố gen trội. Đây là vấn đề vô cùng nan giải, thách thức lớn đối với những người làm công tác nghiên cứu, lai tạo giống lúa. Tranh thủ tới tối hoặc là sáng sớm mình phải làm sớm để chuẩn bị khâu mạ để cho cái... Và khi thu hoạch thì tới mùa mưa gió là mình phải tranh thủ mình làm. Những cái ruộng nào mà không đạt là bắt buộc là coi là bỏ lúa thịt đó. Tại vì giống ở trung tâm làm là phải đúng theo quy chuẩn chất lượng. Mục tiêu của đơn vị là chọn những cái giống là ngắn ngày, thấp cây và có năng suất để phù hợp với cái vùng gió bão. Ròng rã nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đồng thời thực hành trên các cánh đồng ruộng mẫu dưới thời tiết khắc nghiệt. Biết bao mồ hôi, công sức và trí tuệ của đội ngũ kỹ thuật đóng góp cho nhiệm vụ làm công tác giống. Sự cố gắng, nỗ lực luôn đoàn kết, hợp tác, cộng đồng trách nhiệm của tập thể Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Thuận cũng được đền đáp khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận bản quyền hai giống lúa Mà Lâm 54 và Mà Lâm 232, đồng thời cho sản xuất thử nghiệm trên diện rộng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ồ, tôi là làm hai cái giống 3554 với loại 232 đó là cũng được 5 vụ. Năng suất bình quân từ 70 đến 75 tạ trên 1 hecta. Cái lúa nó cũng dễ làm, nó ít sâu bệnh, nó đẻ bụi nhiều hơn so với mấy cái giống kia.
Hai giống lúa Malam 54 và Malam 232 công nhận vào cuối năm 2018 đã góp phần gia tăng bề dày thành tích của Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Thuận. Đến nay, trung tâm có trên 50 giống lúa do đơn vị nghiên cứu chọn tạo thành công có thương hiệu bản quyền. Trong đó, 3 giống lúa Malam 214, Malam 54, Malam 232 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận sản xuất thử nghiệm. Giống lúa Malam 202 công nhận giống quốc gia. Cả 4 giống lúa này được bảo hộ với thời gian là 20 năm. Các giống lúa do trung tâm lai tạo có sức sống lâu dài, bền bỉ với thời gian. Chẳng hạn giống lúa TH6, Malam 48, Malam 214 được nông dân trong và ngoài tỉnh sử dụng hàng chục năm nay. Đặc biệt, giống lúa Malam 48 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận từ những thập niên 90, nhưng đến nay vẫn được nông dân trong tỉnh ưa chuộng và chiếm trên 50% diện tích gieo trồng của tỉnh. Đồng thời cũng là giống lúa chủ lực trong sản xuất lúa thuần tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Thì trong những năm qua là chi bộ trung tâm giống nông nghiệp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và cũng như là có nhiều nỗ lực trong công tác nghiên cứu chọn tạo giống mới, và cũng đặc biệt trong năm 2018 thì trung tâm giống nông nghiệp của tỉnh Bình Thuận cũng đã lai tạo chọn lọc được khoảng 5 giống lúa mới để góp phần tăng năng suất, chất lượng cũng như đa dạng hóa giống lúa của trên địa bàn tỉnh cũng như phía dãy duyên hải miền Trung cũng như Việt Nam. Chưa bằng lòng với thành quả đạt được, hiện tại trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác nghiên cứu, lai tạo giống lúa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gạo ngon, gạo sạch của thị trường. Trung tâm hiện nay cũng đi theo cái xu hướng là cũng lai tạo, chọn lọc những cái giống mà chất lượng cao để cho phù hợp với thị trường và tiến tới là phải trồng hữu cơ nữa. Chi bộ cũng xác định là cái nhiệm vụ mà nghiên cứu lai tạo cũng như là đẩy mạnh công tác xã hội hóa giống lúa, đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và sống còn của đơn vị. Câu chuyện làm lúa giống ở Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Thuận đã gặt hái được thành công như hiện tại, trong đó có vai trò rất lớn của tập thể chi bộ. Biết tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ đảng viên, từ đó từng bước chinh phục thử thách của thương trường, đồng thời khẳng định uy tín làm lúa giống của tỉnh Bình Thuận trên bản đồ nông nghiệp của cả nước. Chương trình thời sự cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.